no veo. Khi nói đến các thánh tử đạo Việt Nam, thường chúng ta nhắc đến cái đức tin và lòng can đảm của các ngài đứng trước những khổ hình. Và khi nói đến những cái khổ hình, chúng ta có cảm giác như trên đời này không còn những khổ hình nào lớn hơn. Xem ra những người ghét đạo, cấm đạo, moi trong đầu óc những cái gì đau đớn nhất, những khổ hình lớn lao nhất để đem ra mà áp dụng cho các thánh tử đạo. Điều đó có thật sự nếu chúng ta đọc lại hành các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thấy những cái khổ hình đưa ra, nào là lăng trì, nào là voi chạy đạp, nào là thắt cổ, nào là xẻo từng miếng thịt, vân vân. Và nói như vậy thì chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ các thánh tử đạo mà chúng ta không bắt chước được, vì chúng ta thấy mình yếu đuối. Và chúng ta cũng có thể thiên đoán mình không chịu được nổi. Nhưng mà chúng ta đừng quên, giọt máu của các thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh con người có đạo. Tôi mới có dịp để đi thăm Hàn Quốc, và Hàn Quốc cũng có một cái lịch sử giáo hội tử đạo rất là giống với Việt Nam. Cũng một thời kỳ chịu bắt đạo thế kỷ 17-18, vô số các thánh tử đạo cũng xấp xỉ Việt Nam trên 100. Nhưng mà giáo hội Hàn Quốc cũng có trên 100 các chân phước tử đạo. Tôi nghe nói là trên đất nước Hàn Quốc có vào khoảng 100 cái trung tâm hành hương các thánh tử đạo. Họ có cả một cái nhà dòng gọi là dòng các thánh tử đạo Hàn Quốc. Tôi chưa có tìm hiểu, nhưng mà qua những cái tôi được viếng thăm và nghe nói thì tôi vẫn hãnh diện về các thánh tử đạo Việt Nam nhiều hơn. Không phải vì đi đâu cũng nghe người ta nói đến các thánh tử đạo Việt Nam như là những cái gương sáng ngời, và như là những cái hạt giống để nảy sinh ra bao nhiêu là cứu tơ tưởng, bao nhiêu là ơn gọi, bao nhiêu là gia đình đạo đức. Nhưng cũng có người thật sự muốn tôi chia sẻ một cái gì đó mà nó vừa thật nhưng đồng thời cũng có thể noi gương và bất chước. Thì thú thật với anh chị em, tôi thấy nói về lý thuyết thì ai cũng nói được, nhưng nếu chúng ta đưa ra những cái gương sống cụ thể thì nó mới dễ thuyết phục hơn. Nếu thánh Phêrô Lê Tùy
được bằng sở mọi người biết đến. Và chắc rằng cả tổng giáo phận này cũng biết đến, nhưng cũng không chắc là cả các giáo phận khác cũng biết đến, nói chi là những cái người khác ở nơi khác. Thế nhưng ở Việt Nam có một vị chưa phải là thánh theo nghĩa phụ vụ, nhưng cũng được gọi là tôi tớ của Chúa, là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tôi đi Mỹ thăm một cái chủ viện, thì cha bề trên ra vẻ rất là khẩn trương, kéo tôi riêng ra, đưa về phòng riêng của ngài, và ngài cho tôi thấy một cái quyển sách, một quyển sách dịch ra tiếng Mỹ trình bày rất đẹp, thì ra là cuốn sách Con Đường Hy Vọng của Đức Hồng Y Thuận. Và ngài lấy làm sung sướng, ngài bảo là chắc là ngoài sách của ông thì sách này cũng thuộc về cái loại giá trị đó. Ở bên Hàn Quốc, tôi đi thăm các cái trung tâm hành hương, thì dường như các cái người tổ chức đều hỏi tôi về đứng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, và đặc biệt là ở Âu Châu. Bây giờ tôi nói cái gì để cho họ cảm thấy rằng quả thật đây là cái con người thánh thiện, nhưng đồng thời cũng con người gần chúng ta. Tôi chỉ kể lại trong 13 năm bị cầm tù, thì hết 9 năm ngài bị biệt giam, chỉ có 4 năm thì tương đối là có cái chút cái thả lỏng. Mặc dù vậy, nhưng không thấy nơi nào, không thấy ai, không thấy chứng cớ nào để nói lên rằng ngài chỉ mong được ra khỏi tù. Nếu là chúng ta ở trong tù cực khổ như vậy, mà lại là một tổng giáo mục không được làm việc phục vụ, thì chắc chắn rất là sốt ruột để mà được đi chăm sóc con kia. Không thấy ngài than thở trách móc, dường như là đối với ngài được ở lại trong tù ngày nào thì tốt ngày đó. Và điều đó chúng ta có thể có những cái chứng cứ. Người ta vẫn nói những cái cai ngục của Đức Hồng Y cứ bị đổi liên tục, tại vì ông cai ngục nào mà ở gần ngài rồi thì cũng phải bắt chước ngài, cũng đọc kinh, hát tiếng Latin nữa. Và thậm chí khi tòa thánh mở án phong thánh ở tại Roma thì cần có những người làm chứng, thì có hai người cai ngục đã trở lại đạo và đi Roma để làm chứng. Thưa anh chị em, đó chỉ là một vài cái ví dụ tay gương để nói với anh chị em rằng sự thánh thiện đúng là đổ máu mình ra để làm chứng cho đức tin, trung thành của đức tin. Và tôi có cái cảm giác như vậy thì lên thẳng ở trên trời, tôi không có đi ra cái chỗ nào hết. Nhưng được mấy người, tất cả bằng sở này được mấy người, mấy người có thể bắt chước thánh Lê Tùy. Nếu ông bảo rằng ông là thầy thuốc thì ông được làm,
Mà nếu ông bảo rằng ông là linh mục thì ông bị chặt đầu. Và thánh Peter thì không thể nào chỉ có một chút xíu nói dối thì được mà vẫn không làm được. Vậy thì tôi càng ngày càng nghĩ thấy rằng chính sự theo Chúa trên con đường thập giá, vác thập giá hàng ngày, người chồng chịu đựng người vợ chịu đựng người chồng, cha mẹ kiên nhẫn với con cái kính trọng cha mẹ, chỉ vì Chúa đã dạy bảo chúng ta như vậy. Và chúng ta tin vào lời Chúa mà chúng ta làm theo, bất chấp những khó khăn, bất chấp những cám dỗ, bất chấp những cái thù oán. Và chẳng những là chúng ta mê thắng mà chúng ta còn lôi cuốn những người khác tin vào Chúa. Tôi thấy đọc lịch sử của 117 vị thánh Việt Nam cộng thêm một vị chân phước Việt Nam thì tất cả mỗi người tùy cái hoàn cảnh đều để lại cho chúng ta những cái gương chúng ta ngưỡng mộ, mà đồng thời lôi cuốn chúng ta. Vì trong những cái gương đó chúng ta cảm thấy trước sự can đảm, nhưng mà bên cạnh đó sự hiền lành, sự tha thứ, sự vui vẻ, sự quảng đại, tất cả những điều đó là những điều mà người ta không thể quên được. Và mỗi một khi người ta nhắc đến thì người ta cũng thấy rằng đó là một lời mời gọi để cho chúng ta bắt chước, để cho chúng ta đi theo. Và tôi thấy cái nét đẹp, cái nét đẹp của các thánh tử đạo Việt Nam là ở nơi đó. Tôi ban nãy có nói tới chuyện tôi thăm Hạ Quân, thật sự ra thì họ có mời 5 hồng y, 1 hồng y Ấn Độ, 1 hồng y Myanmar, 1 hồng y Philippines, 1 tấm giám mục Brazil và 1 hồng y Việt Nam, đến để nói với họ, chia sẻ với họ là cái đức tin của mình, cái đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam biểu lộ như thế nào để mang lại sự hòa bình, mang lại sự hiệp nhất, mang lại sự tôn trọng cái nhân phẩm, mang lại cái sự tôn trọng tự do tín ngưỡng, làm thế nào. Và khi tôi đưa những điều đó ra tôi chia sẻ, cảm thấy lợi ích nhất. Còn những người khác thì nói về lý thuyết của sự tự do tín ngưỡng, nói về lý thuyết của nhân phẩm. Còn chúng ta lấy những cái gương của các thánh tử đạo. Và thưa anh chị em, nếu bằng sở này trở thành là cái trung tâm hành hương chính thức của giáo phận thì anh chị em ở đây không cần làm cái gì nhiều, xây cất như thế này cũng là tốt lắm rồi, nhưng cần là cần chúng ta học theo cái gương. Và gương gì? Gương hiền lành, gương tha thứ, gương vui vẻ, gương tin tưởng. Những cái gương đó nó làm cho chúng ta sống lời Chúa và nó làm cho người khác tin tưởng vào đạo của chúng ta. Và đó chính là cái điều mà chúng ta gọi là máu các thánh tử đạo, là cái hạt giống nảy sinh ra người có đạo, là tất cả chúng ta.